Chào mọi người, thì mình là Huy Béo đây. Thì theo như lời hứa trong video trước thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ vũ khí khủng bố của Unicorn Gundam này nha. Thì trước mặt các bạn đây là Unicorn Gundam. Và đây là một đống vũ khí của nó. Được chưa? Để mình giới thiệu từng cái nha. Nè, ba khiên, một thanh Hyper Javelin, ba cặp súng 4 nòng, hai bazooka, hai súng lục, hai súng ngắn và phóng lựu cầm ủ lộp. gì ta có tên rồi cô mình không biết cái đó là gì hết, cho nên mình gọi tạm là tên lửa cầm tay nha. Là hai bộ tên lửa cầm tay, hai bộ tên lửa và hai bộ đẩy, và kèm theo là một cái này để mình gắn vũ khí vào. Ok, thì để mình giới thiệu từng món ha. Sau khi mà mình giới thiệu cho các bạn xong rồi, mình sẽ gắn lên Unicorn Gundam nha. Ok. Ui. Rồi. Món đầu tiên là cặp súng 4 nòng. Thì nó gắn vô là hai cây súng, nhưng mà thực ra nó là một hai cây súng riêng lẻ ha. Để mình tháo ra cho các bạn coi. Đây. Súng. Thì để cầm thì các bạn chỉ cần kéo này xuống nha, kéo này xuống để lên. Xe tay cầm. Xe ống ngắm. Thì chúng ta sẽ được một cây súng 4 nòng. Ở đây cũng tương tự. Ok. Giờ để mình gắn vô. Bước tiếp theo là Hyper Bazooka. Ui. Thì theo như bất thường thì mình theo như mình thấy là một cái Hyper Bazooka thì nó sẽ không có cái lỗ này. Nhưng Bandai đã thiết kế để mà gắn phóng để mà gắn tên lửa cầm tay vô. Ok, và nó có một cái độ giật. Độ giật để mô phỏng độ giật khi bắn nha. Thì Bandai cũng cho mình một cái bắt không có này, không có lỗ này. Ok, thì để gắn vào cái phần thôi này nói sao đi. Còn đây là phần khiên. Ok, khiên chỉ cần kéo này ra, bật hai bên ra, đó là khiên của các bạn. Ở đây có cái phần di chuyển nè. Đây, phần này di chuyển. Phần này di chuyển lên xuống được ha. Để gắn vào cái súng phóng lựu. Súng 4 nòng chứ. Tiếp theo là một cái ổ phóng lựu. Ổ tên lửa chứ. Đây. Thì các bạn nhìn như thế này không phải là sticker nha, mấy cái đỏ đỏ này không phải là sticker nha, mà nó là một cái bắt riêng thiệt đó. Một cái bắt riêng nha. Để mình chỉnh lại cái camera. Ok, một cái bắt riêng nha. Thì mình cho theo cặp. Ok, tiếp theo là tên lửa cầm tay. Đây, tên lửa cầm tay. Ui, bị đứt cái mấu nối rồi. Mà đứt thì mình gắn lại thôi. Đây, tên lửa cầm tay ha. Mở ra được nha. Đó. Đó. Ok. Tiếp theo là ok. Một cặp súng ngắn. Băng đạn của nó đây. Đây, nòng súng. Nòng súng nè. Đó.
để mình coi coi. Và một cây 20 pin Javelin. Ok. Bây giờ thì mình kéo này ra ở một độ dài nhất định. Hình như là mình kéo hay quá. Mình kéo ra một độ dài nhất định xong mình bẻ này ra. Cái này là trong tư thế gấp gọn của cây Hyper Pin Javelin này ha. Đây. Được như thế này. Và mình cũng có thể làm cho nó thành một cây thương dài hơn. Mình có gắn cái bắt này vô nè. Giờ để mình tháo ra. Đây. Cái bắt này là để gắn hai cái mấu nối, hai cái cây này lại nha. Ok. Nó rất là dài. Đây. Đó, dài. Còn các bạn muốn cho nó đẹp hơn thì các bạn chỉ cần kéo phần sarcophane ra. Đó. Kéo phần sarcophane ra. Đây, kéo phần sarcophane ra. Đó. Ok. Ui gớt rồi. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta. Ủa? Đâu rồi? Hình như là vẫn còn thiếu một cái. Vẫn còn thiếu một cái súng. Cái súng của mình đâu rồi? Chết chưa? Rồi, để lạc đâu nữa rồi. Ok, mình để đâu, mình để súng ở đâu rồi? Nó còn thêm một cái cây súng nữa. Và kèm theo hai cái bộ đẩy. Thì một cái đặc điểm mà mình rất thích ở cái con Unicorn Gundam này là các vũ khí của nó có thể kết hợp. Ok. Thì chắc để mình kết hợp lại cho các bạn coi ha. Thì hồi nãy mình có nói là cái phát này thì mình sẽ gắn vào đây. Đây có lỗ nè. Gắn vào. Xong gặp này lại. Rớt nữa. Ok. Tiếp theo là gắn cái khiên vào đây. Đây, nó có cái lỗ nè. Với gờ nè. Không. Mà trước khi vậy thì mình sẽ gắn cái cặp súng 6 nòng này vào. Hình như là mình bị lẫn lộn rồi. Ui. Chết chưa? Chết rồi. Được, các bạn chờ mình xíu nha. Ok, thì đây là vũ khí kết hợp của các bạn. Đó. Cái khiên với lại thêm một cặp súng 6 nòng. Mình thích ở cái điểm của con Gundam này là cái tính chất kết hợp của nó nha. Đây. Thì cái phần hai Hyper Pin Javelin này nè, nó có thêm một cái hiệu ứng màu hồng rất là đẹp, nhưng mà tạm thời thì mình sẽ không show cho các bạn. Rồi, tiếp theo. Thì các bạn có cái phần này để mà nối vào, để gắn vào backpack sau lưng của Unicorn Gundam. Để mình tháo cái phần backpack ra. Đây phần backpack. Tắp này ra. Đây, ở đây có cái gờ nè. Đây có lỗ nè. Gắn vô. Sau đó thì đóng cái này lại. Ui. Ok.
chà. Đây về phần Bazooka này thì các bạn có thể gắn cái ổ phun lựu này vào đây. Gắn này vào luôn. Nó có hai thiết kế hai bên lỗ để gắn này vào. Thì đây là cái Bazooka của các bạn. Đầy đủ ha. À quên nữa. Cái súng ngắn này nè. Đâu rồi? Đây. Cái súng ngắn này nè. Các bạn gắn vô cái phần G chỗ này. Đó các bạn, đây là một cái khớp trượt nha. Các bạn chỉ cần đẩy lên. Đó. Là một cái vũ khí kết hợp. Rồi bên kia cũng vậy. Ok. Ui, hình như thấy cái gì đó nó sai sai. Rồi mình gắn cái súng này vô luôn. Ok. Rồi đó, rõ đó. Đây về phần này. Thì đầu tiên thì mình sẽ, đây ở đây có một cái này nè. Đây. Các bạn chỉ cần gắn vô. Ui. Ui cha cha. Chắc là hơi lâu đó. Rồi quá. Ban đầu mình gắn thì mình cũng bị rối vậy á, giờ không biết gắn sao luôn. Ui. Ui cha. Gớt rồi.
sao trời. Ồ, mình bí luôn rồi. Lâu quá. Trời ơi, cái khúc này là mất thời gian quá. Thôi chắc coi là ban hướng dẫn quá. Ban hướng dẫn của tôi đâu rồi? Quá trời ơi, nếu các bạn thấy cái khúc này lâu quá thì các bạn có thể skip qua được ha. Bạn hướng dẫn thôi trời. Các bạn nhớ skip qua nha. Lâu quá. Thôi bỏ qua luôn đi. Mệt quá. Quá mệt rồi. Ui. Ok. Đây, ở đây có một cái chấu nè, các bạn gỡ ra. Trên bazooka có một cái chấu, ở đây có đồng, ở đây có một cái lỗ, cái khe. Các bạn gắn vô. Mình đây cũng vậy. Ok, để hai cái bazooka vô. Rồi đó gắn vào lưng của Genda. Vớt rồi. Ok. Đây mình gắn vào hai sau lưng ha. Để mình chỉnh lại cái base. Mình chỉnh lại cái base. Ok giờ thì được rồi đó. Lâu cũng vậy.
đây để mình quay sau lưng cho các bạn coi. Ở đây nè, có hai cái lỗ nè, người ta có cho các bạn hai cái phần bộ đẩy này để giúp cho gameplay đứng vững nếu mà các bạn không có base ha. Mình chỉ cần gắn vào sau đó là phần này thì gắn vào tay. Tại chỗ này nè có hai cái máu nè, hai máu ở đây có hai cái lỗ nè, các bạn chỉ cần trượt nó vô rồi xong. Ở đây cũng vậy luôn, trượt vô rồi các bạn chờ mình xíu. Cái này thì gắn vào tay. Còn chi mô chi nó cứ rớt ra hoài. Ok, hồi nãy nó chắc là mình gắn lộn phát các bạn ơi, hàng nhĩ lâu. Ok, vậy đây là gân đang hoàn chỉnh của mình, à chưa? Để mình thác cái phần thiên nha, để lộ phần sarcophem đã. Ui, I'm so sorry. Tách ra, kéo hai phần này ra, phần khiên. Ok, và đây là Funamo Unikin Gundam hoàn chỉnh của chúng ta. Đây để cho các bạn coi, quay 360 độ. Thì mình mới mua được cái base nó khá là đẹp. Cái phần bộ đẩy này thì nó nặng quá cho nên là nó xuất ra hoài. Đó. Thì bạn nào yêu thích video này thì hãy cho mình một like, share, một đăng ký. Và nhớ mình khuyên các bạn là nên skip qua cái phần mà mình gắn hai cái súng này vô cái bát nha. Các bạn nhớ skip qua nha. Ok. Giờ thì bye bye.